Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thủy Tiên xuất hiện ở phố đi bộ với diện mạo lạ. Khoảnh khắc cực lầy lội của cô đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Theo đó, trái ngược với hình ảnh rạng ngời, váy áo súng xính, Thủy Tiên lại hóa thân thành người làm tượng đồng thường thấy ở những địa điểm vui chơi công cộng. Hình ảnh cho thấy Thủy Tiên đứng im ở giữa chốn đông người, cơ thể bôi một loại hóa chất chuyên dùng để có thể hóa thân thành một bức tượng đồng chân thật nhất. Đây là công việc dễ dàng bắt gặp ở những nơi công cộng như phố đi bộ. Thế nhưng, việc nàng hậu nổi tiếng nhất Việt Nam như Thủy Tiên lại bị bắt gặp với diện mạo như trên đã khiến phần lớn netizen thắc mắc. Nhiều người cho rằng Thủy Tiên đang tham gia một thử thách hay quay một chương trình gì đó, song thực hư mọi chuyện như thế nào có lẽ phải chờ đợi những thông tin mới nhất từ nàng hậu. Sau hơn 2 năm đăng qua cuộc thi Miss Grand International 2021, Hoa hậu Thủy Tiên luôn là cái tên nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Có thể thấy, visual của nàng hậu ngày càng lên hương. Không những thế, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, phong cách thời trang của cô cũng luôn là tâm điểm chú ý. Bên cạnh các dự án nghệ thuật, Thủy Tiên cũng được ngưỡng mộ khi thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Thủy Tiên từng chia sẻ trong một bài viết cách đây chưa lâu, dù đã kết thúc nhiệm kỳ nhưng trách nhiệm của một Hoa hậu Hòa bình quốc tế mãi còn đó. Vẫn là câu nói cũ, Tiên không hứa sẽ làm tốt nhất nhưng Tiên hứa sẽ cố gắng hết mình vì Tiên và vì những tình cảm, niềm tin mà mọi người đặt ở Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Ngoài Thủy Tiên, Lương Thủy Linh cũng là một trong số những nàng hậu được công chúng yêu mến. Cô được đánh giá là hoa hậu có học vấn khủng, thẳng thắn đưa ra quan điểm sống. Mới đây trong vlog Potato Healing, Hoa hậu Lương Thủy Linh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao. Theo Lương Thủy Linh, cô cũng như rất nhiều người yêu những thứ đẹp đẽ. Bên cạnh đó, một người con gái biết làm đẹp, biết trau chuốt vẫn được chú ý hơn những cô gái không quan tâm về ngoại hình. Nếu bạn đang đứng trước một cô gái có sự đầu tư về ngoại hình và một cô thì không mấy quan tâm ngoại hình, bạn sẽ chọn ai để bắt chuyện? Chưa nói tới đàn ông, chứ bản thân mình là một cô gái, mình cũng sẽ cảm thấy bị cuốn hút với cô gái có diện mạo chỉn chu hơn. Thông qua việc diện đồ, đi đứng và hành động chính là những cái hint để mình phần nào có những hiểu biết sơ bộ về người đối diện. Dù sao thì cái mình thấy đầu tiên cũng là ngoại hình mà, phải đầu tư, không nhiều thì ít nhưng cũng phải chỉn chu để người đối diện có được ấn tượng tốt chứ. Nàng hậu sinh năm 2000 bày tỏ. Mặt khác, Lương Thủy Linh cũng khẳng định rằng trí thức, sự tự tin luôn tạo nên sức hút khó cưỡng ở một người. Điều tôi cho là đẹp nhất của bất kỳ cá nhân nào, đó là phần người của họ là cá tính, kiến thức, hiểu biết, trải nghiệm và lối sống. Thay vì chi tiền để chạy theo các trend làm đẹp thì tôi nhận thấy đầu tư vào tri thức là một khoản không thể nào lỗ, lại còn khiến bạn tự tin, thu hút hơn trong mắt người khác nữa. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của một người thú vị và cũng không ai lại không muốn nói chuyện với người có hiểu biết cả. Vẻ bề ngoài xinh xắn có thể gây ấn tượng, nhưng để có những kết nối có giá trị và dài lâu thì cần nhiều hơn là chỉ một sắc màu. Vì vậy, có đỏ đừng quên thơm nhé, nàng hậu gốc Cao Bằng nêu quan điểm. Phía dưới vlog, nhiều khán giả bày tỏ đồng tình với quan điểm của nàng hậu 2000, tôi bị mê cái giao diện, cách nói chuyện đến từng nội dung cô ấy làm. Quả thật là thay vì chi tiền theo trend làm đẹp thì đầu tư vào tri thức là một khoản không thể nào lỗ, lại còn khiến bạn tự tin, thu hút hơn trong mắt người khác nữa. Chuẩn quá! Ngoại hình đẹp thì lợi thế thật, nhưng cũng không ai có thể cưỡng lại sức hút của một người thú vị, có tri thức, có chiều sâu.